chữa tiếp phần 250 câu đếm nhận định nhá. 250 câu đếm nhận định trang số 300 ạ. Trang số 300 câu số 141. Thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên. Thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên thì những thí nghiệm sắt bị ăn mòn là, chú ý ạ, câu hỏi ở đây là sắt bị ăn mòn ạ. Nối một thanh kẽm với một thanh sắt rồi để cho không khí ẩm. Thì ở đây mình có là kẽm là hoạt động kém hơn, được chưa? Kẽm là hoạt động mạnh hơn sắt, đúng không? Kẽm mà hoạt động mạnh hơn sắt nên chắc chắn là kẽm bị ăn mòn chứ không phải sắt bị ăn mòn. Vứt ý một. Thả một viên sắt vào dung dịch COS4 thì ở đây là sắt bị ăn mòn điện hóa học, đúng không? Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời ZnS4 và H2SO4 thì không có hiện tượng ăn mòn xảy ra. Bởi vì làm sao? Không có hai điện cực. Sắt vào không đẩy được kẽm. Thả một viên sắt vào dung dịch H4 loãng thì ở đây là sắt bị ăn mòn hóa học nhá, chứ phải ăn mòn điện hóa học, mà ở đây đề bài hỏi là điện hóa học cơ. Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời nào, vào dung dịch chứa đồng thời COS4 và H2S4 thì ở đây mình tạo thành hai điện cực là sắt và đồng, đúng chưa? Hai điện cực sắt và đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất tự ly, vậy hoàn toàn mình có là cũng có ăn mòn điện hóa, được chưa? Vậy hoàn toàn đây mình sẽ có là 2 và 3 nhá, ở à đâu 2 và 5. Vậy mình có này, những thí nghiệm mà sắt bị ăn mòn điện hóa học là 2 và 5. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 142. Câu 142. 142. Các cháu hãy comment cho chúng mình biết xem là đáp án gì ạ. Câu 142. Cho các phát biểu sau về phenol ạ. Cho các phát biểu sau về phenol ạ. Số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau về phenol, đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng. Số phát biểu đúng là, ok ạ, những phát biểu nào đúng ạ? Ok, nào, những phát biểu nào đúng ạ? Các bạn cùng comment đáp án nhiệt tình lên với ạ. Ok, thank you cả nhà. Cho phát biểu sau về phenol ạ. Số phát biểu đúng là, phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với natri, chính xác ạ. Phenol có tính axit yếu nên tác dụng với cả NaOH và tác dụng với cả natri. Phenol tan được trong dung dịch KaOH, chính xác. Phenol có tính axit yếu nên nó tan được trong cả dung dịch NaOH. Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol nitrilic, chính xác, bởi vì nó có tính axit mạnh hơn nên nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ nhiệt độ nóng chảy lớn hơn. Dung dịch natri phenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3, sai nhá, nó tạo thành NaHCO3 cơ chứ không phải là Na2CO3. Ok ạ. Vứt ạ. Phenol là một ancol thơm, sai. Ancol là nhóm OH đính vào carbon no, còn đây là phenol là OH đính vào carbon thơm nhá. Phenol là phenol. Được chưa? Đấy, phenol là phenol. Vậy có 1 2 3 nhận định đúng nhá. 3 nhận định đúng, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 3 nhận định đúng. Câu 143. Câu 143, câu 143 đáp án gì ạ? Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình là chia sẻ lại buổi học này lại về tường ở đây một buổi học free ạ. Đây là phần mà lý thuyết 8 cộng ạ, nên là rất là mong muốn tất cả các cháu cùng comment đáp án của mong tất cả các cháu cùng comment đáp án cùng với chúng mình ạ để buổi học được diễn ra thú vị hơn ạ. Bạn nào chưa like video buổi học này thì like giúp chúng mình ạ. Câu số 143 chúng mình đang chữa ở cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm hay thi ạ. Câu 143. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tác dụng với H2O4 đặc nóng dư không tạo khí H2. Số chất trong dãy tác dụng H2O4 đặc nóng dư mà không tạo khí SO2. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là không tạo khí SO2. Thế thì lưu ý ạ, để mà không tạo khí SO2 là khi và chỉ khi là nó không phải là phản ứng oxy hóa khử nhá. Không phải phản ứng oxy hóa khử. Vậy đây mình có này, đồng không này, tác dụng H2O4 thì lên được đồng dương 2 và nó phản ứng xóa khử, vứt. Vậy đây chỉ là những cái phản ứng của những chất nào mà phun số xóa rồi thôi thì nó không tạo thành SO2. Đây đồng dương 2 phun số xóa một cháu. F3O4 chưa phun. Carbon chưa phun này. FeCO3 chưa phun này. FeOH 3 lần phun rồi, sắt dương 3 phun rồi. Vậy đây mình có hai cháu là CO và FeOH 3 lần. Tác dụng H4 đặc nóng dư không sinh ra khí SO2 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án hai chất thôi ạ. Hai chất thôi, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Chúng mình hiện tại đang thấy là có rất rất nhiều bạn nhiệt tình comment đáp án. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nhưng mà mỗi tội làm sao ạ? Mỗi tội là rất rất, cũng rất rất nhiều bạn bị comment sai ạ. Đấy là một cái nỗi khổ tâm riêng ạ.
Không sao cả, một lần sai là một lần nhớ ạ. Phần này của chúng mình cực kỳ dễ sai ạ, cực kỳ hack não ạ. Câu 144 ạ. Câu 144. Khi cho amon một hợp chất hữu cơ X, khi cho amon một hợp chất hữu cơ X chứa CHO phản ứng với natri hoặc NaHCO3 thì đều sinh ra amon khí. Vậy thì chúng ta nhìn nhá. Ancol octohydroxin benzylic là chỗ này. Octohydroxin benzylic. Octohydroxin CH2 này. OH này. OH này. Thì cháu này tác dụng với natri thì sinh ra amon cháu này. Tác dụng natri thì sinh ra amon khí này. Nhưng mà cháu này không tác dụng với NaHCO3 nên loại nhá. Ethylene glycol không tác dụng với NaHCO3 loại nhá. Axit adipic COOH 1 2 3 4 5 2 4 6 OOH mà tác dụng với natri thì sinh ra amon khí hydro hoàn toàn chính xác. Nhưng tác dụng với NaHCO3 thì nó sinh ra hai amon khí CO3. Được chưa? Bởi vì nó có hai nhóm CH nên loại thôi. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án C mà thôi. Axit 3 hydroxin propanoic. Axit 3 hydroxin propanoic. Đây ạ, propanoic ở chỗ này. OOH 3 hydroxin OH. Được chưa? Thì cháu này tác dụng với natri thì sinh ra amon khí hydro và tác dụng với NaHCO3 thì chỉ có mỗi nhóm này tác dụng với NaHCO3 thôi nên cũng sinh ra amon khí. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D nhá. Câu 145. Câu 145, 145 đáp án gì ạ? Câu 145 đáp án gì các cháu ơi? Cho hợp chất sau. Nào các cháu cùng comment đáp án với chúng mình xem là đáp án gì ạ? Câu 145 ạ. 145 nghe vẻ khá là căng thẳng nhỉ? Nhiều cháu không biết là 145 đáp án gì. Trong các chất, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom lại. Trong các chất, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là. Ở đây mình có này, benzen thì không làm mất màu dung dịch nước brom, bởi vì để làm mất màu dung dịch nước brom phải có nối đôi CC hoặc là nhóm chữ anhít. Styren C6H5CH nối đôi CH2 mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Được chưa? Axit acidic không? Axit acrylic, axit acrylic có là mất màu dung dịch nước brom. Anhít acetic CH3 CHO có là mất màu dung dịch nước brom. Anhít acrylic đây có là mất màu nước brom. Aceton không? Ethyl acetate không? Vinyl acetate CH3 COO CH nối đôi CH2 có dimethylete không? Vậy hoàn toàn ở đây mình có là số chất mà có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là một chất, hai chất, ba chất, bốn chất, năm chất, chúng ta cộng có năm chất. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, 5. 1 2 3 4. Được chưa? Đâu, đếm lại 1 2 3 4 5 chất ạ. À. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 146 ạ. Câu 146. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl lại. Câu 146. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH lại. Nhôm mà có này, Al2O3 cũng có này, Al2S4 3 lần là không ạ, ZnOH 2 lần là có, NaHS có, đúng không? K2S3 không, NH4 2 lần CO3 có. Vậy số chất đều tác dụng được với HCl và NaOH là 1, 2, 3, 4, 5. Đáp án đúng là đáp án A. À. Câu 147 ạ. Câu 147. Nhiệt phân các muối sau. Nhiệt phân các muối sau, số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxy hóa khử là. Số phản ứng nhiệt phân mà thuộc loại phản ứng oxy hóa khử là. Oxy hóa khử là có sự thay đổi về số oxy hóa của một số các nguyên tố nhé. Vậy ở đây mình có này, NH4NO2 thì nó biến thành N2 cộng H2O, vậy có sự thay đổi này. Một cháu này. NaHCO3 thì nó tạo thành là Na2CO3 cộng CO2 không có sự thay đổi, vứt ạ. CaCO3 thì biến thành CaO cộng với CO2 cũng không có sự thay đổi, vứt ạ. KBRO4 thì biến thành K2MnO4 cộng với lại MnO2 cộng với lại O2 có sự thay đổi ạ, lấy ạ. À, tiếp tục ạ, NaNO3 thì biến thành NaNO2
cộng với lại O2 có. CuNO3 hai lần thì biến thành CuO cộng với lại NO2 cộng với lại O2 có. Vậy hoàn toàn mình có là một cháu này, hai cháu này, ba cháu này, bốn cháu này. Vậy tổng cộng mình có số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng xóa khử là 4. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Câu 148 ạ. 148 ạ. Chúng mình thấy rằng là sẽ chắc chắn là có rất rất nhiều cháu cũng bị sai ạ. Nên là các cháu chú ý tập trung vào buổi học ngày hôm nay và cùng comment đáp án cùng với chúng mình ạ. À, bạn nào chưa share buổi học này lại thì nhớ là share buổi học này lại về tường, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn và các cháu vào đây ạ. Câu 148 ạ. Cho các cặp chất sau, số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là. Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường ạ. Ở đây mình có là clo không tác dụng với oxy ở điều kiện thường, vứt đi nhá. H2S và PbNO3 lần có tác dụng với nhau ở nhiệt độ thường tạo thành PbS. Được chưa? Có ạ. Kết tủa PbS không tan trong axit mạnh. CuS thì cũng kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. Clo vào NaOH thì tạo thành NaCl cộng với lại NaClO. Đúng không? Có phản ứng xảy ra điều kiện thường. Vậy mình sẽ có là hai phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 149 ạ. Câu 149 ạ. Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau nhá. Vậy là NaOH số mol là 1, Al2O3 số mol cũng là 1. Hai này số mol bằng nhau, vậy mình thu được là NaAlO2 tỷ lệ 1:1, vậy là tan hết trong nước dư chỉ tạo thành dung dịch cháu này được. Cu0 vào sắt 3 cộng, đúng không ạ? Thế mình sẽ có cái phản ứng là một thằng phản ứng của chúng ta là đây ạ, Cu cộng với lại sắt 3 cộng. Một thằng Cu cộng với hai thằng sắt 3 cộng để tạo thành Cu2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, được chưa? Rồi, vậy ở đây mình có này, tỷ lệ số mol là bằng nhau, vậy anh này là 1, anh này là 1. Số mol đồng là 1, số mol sắt 2 cộng là 2. Vậy là vừa tan hết nhá. Vừa tan hết, có tan hết luôn ạ, cháu này tan hết. BaCl2 và CuCl2 thì chắc chắn là tan hết rồi. Bari vào NaHS4 thì nó tạo thành kết tủa BaSO4 nên không có chuyện tan hết ạ, vứt ạ. Vậy số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước dư chỉ tạo thành dung dịch là 1, 2, 3. Chúng ta có 3 hỗn hợp ạ. 3 hỗn hợp, vậy 149 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ các cháu? Là đáp án D đúng không ạ? Đáp án D. Câu 150 ạ. 150 ạ. 150 cùng comment đáp án với chúng mình nào các cháu ơi. 150 ạ. Nhúng một lá sắt nhỏ. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các chất sau. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong số các chất sau ạ. À, đây, kệ nó. Để bài hỏi là số trường hợp tạo thành muối sắt 2 ạ. Số trường hợp tạo thành muối sắt 2 thì sắt nhỏ tác dụng với sắt 3 thì chắc chắn tạo thành sắt dương 2, một cháu. Đúng chưa? Sắt thì không tác dụng được với kẽm ạ, bởi vì là kẽm mạnh hơn sắt ạ. Sắt đẩy được đồng thì tạo thành muối sắt 2, hai cháu, đúng không ạ? Sắt đẩy được chì ạ thì tạo thành muối sắt 2, ba cháu. Sắt tác dụng với HCl thì tạo thành muối sắt 2, bốn cháu, đúng không ạ? NaCl không ạ. Tác dụng với H2O3 đặc nóng thì nó lên sắt dương 3. Tác dụng H2O4 đặc nóng cũng lên sắt dương 3. Vậy ở đây chúng ta chỉ có mấy phương trình thôi ạ? 1, 2, 3, 4. Chúng ta chỉ có 4 nhá. Chúng ta chỉ có 4 anh là à cuối cùng và cả NH4 đúng. Tác dụng H2O4 đặc nóng cũng lên sắt dương 3. Vậy ở đây chúng ta chỉ có mấy phương trình thôi ạ? 1, 2, 3, 4. Chúng ta chỉ có 4 nhá. Chúng ta chỉ có 4 anh là à cuối cùng và cả NH4 đúng 3 cũng không ạ. Vậy ở đây mình chỉ có là số trường hợp tạo thành mối sắt 3 là 4. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Đáp án đúng là đáp án C các cháu nhá. Ok ạ, thank you tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, đây là một buổi học free ạ. Câu 151 ạ. Câu 151 ạ. Cho cặp dung dịch sau, số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là. Cho các cặp dung dịch sau, số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là. Nào trong này có những cặp nào có phản ứng xảy ra? Ok ạ. 150 ạ. Tạo thành muối sắt 2 cơ mà. Tạo thành muối sắt 2 thì chỉ có là FeCl3 là 1, CuSO4 là 2, PbNO3 hai lần là 3, HCl là 4 thôi ạ. Tạo thành muối sắt 2 mà. Ok, câu 151 ạ. Cho các cặp dung dịch sau, số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là. Nào, số cặp trong đó có phản ứng xảy ra. NaLO2 vào AlCl3 mình thu được kết tủa AlOH 3 lần nhé.
một cháu này. NaOH vào NaHCO3 là có phản ứng xảy ra để tạo thành Na2CO3 hai cháu này. BaCl2 và NaHCO3 là không phản ứng này. NH4Cl và NaAlO2 thì tạo thành kết tủa AlOH 3 lần này. Được chưa? BaAlO2 và Na2S4 mình nhìn thì có Ba2 cộng có S42 trừ có xảy ra phản ứng luôn này. Na2CO3 và AlCl3 thì tạo thành kết tủa AlOH 3 lần có tiếp này. BaHCO3 hai lần và NaOH thì mình sẽ có tạo thành kết tủa BaCO3 này. CH3COOH4 và HCl, cái này nhiều cháu thắc mắc thì chúng mình viết luôn. Nó tạo thành CH3COOH cộng với lại NH4Cl. Đúng chưa? Tiếp tục ạ. KHS4 và NaHCO3 thì tạo thành CO2 bởi vì ở đây có H cộng và HCO3 trừ. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn ở đây, vậy hoàn toàn đây chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta tổng cộng có 8 phản ứng xảy ra. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 8. Câu 152 ạ. Câu 152. Cho các polymer sau. Trong đó số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là. Trong đó này, số polymer được điều chế bằng phản ứng, lưu ý ở đây để bài hỏi chúng ta là phản ứng trùng hợp ạ. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học này. Các cháu giúp chú Minh tác tất cả các bạn học khá cứng ở đây giúp chú Minh ạ, để đây là phần lý thuyết 8 cộng ạ. Trùng hợp ạ. Ni lông 6,6 là trùng ngưng, vinin clorua là trùng hợp, thủy tinh plexiglass là trùng hợp, teflon là trùng hợp, visco không phải trùng hợp, nitron là trùng hợp, cao su buna là trùng hợp. Vậy đây mình có là 1 cháu ạ, 2 3 4 5 cháu. 5 cháu là phản ứng trùng hợp. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 153. Tổng số chất thuộc chất điện ly mạnh, chất điện ly và chất điện ly mạnh là. Rồi mình xem là bao nhiêu thằng là chất điện ly ạ. Chất điện ly này là cái phần mà kiến thức mà chúng ta học hồi lớp 11 nhé. Chất điện ly là các chất là axit, bazơ, muối và nước. Đây bazơ này, axit này, được chưa? Anh này không thuộc loại trên nên không phải chất điện ly. Không phải thuộc loại trên nên không phải chất điện ly. Muối này, muối này, muối này. Vậy mình có số chất điện ly là 1 2 3 4 5 6 7, 7 chất điện ly ạ. 7 chất điện ly. Loại anh này. Chất điện ly mạnh là axit mạnh, bazơ mạnh và muối. Một, đúng chưa? Bazơ mạnh này, axit mạnh này, muối này, muối này, muối này. Vậy mình có là số chất điện ly mạnh là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là 7 và 5. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 7 và 5 các cháu nhá. Câu 154 154. Cho các chất và các dung dịch sau, số chất và dung dịch phản ứng được với dung dịch FeCl2 mà tạo thành sản phẩm không có kết tủa. Phản ứng được với dung dịch FeCl2 trước nhé. Đầu tiên yêu cầu là phản ứng với dung dịch FeCl2 nhưng mà lại tạo không có chất kết tủa, được chưa? Vậy đầu tiên này, K2O tác dụng dung dịch FeCl2 tạo thành kết tủa FeOH 2 lần vớt HNO3 phản ứng được hai FeCl2 để lên sắt dương 3 và không kết tủa, đúng một cháu. KMnO4 phản ứng được với FeCl2 để tạo thành sắt dương 3 có hai cháu. AgNO3 phản ứng được với FeCl2 nhưng tạo thành kết tủa AgCl và Ag không phải. NaNO3 không phản ứng được với FeCl2, vứt tiếp. Nước brom phản ứng được với FeCl2 để lên sắt dương 3 có dung dịch NaOH tác dụng với FeCl2 tạo thành FeOH 2 lần có phản ứng nhưng không, nhưng mà có kết tủa nên vứt. Dung dịch CH3NH2 có phản ứng với FeCl2 nhưng tạo thành kết tủa FeOH 2 lần, vứt tiếp. Dung dịch H2S thì không phản ứng được với FeCl2. Vậy hoàn toàn đây mình có là số phản ứng tạo thành sản phẩm không có kết tủa là 1 2 3 3 thôi ạ. 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 3. Câu 155. Câu 155 nhá. Nào, cho dãy các chất sau, số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 dư có sinh ra kết tủa là. Số chất trong dãy mà phản ứng được với dung dịch FeCl3 dư mà sinh ra kết tủa. Được chưa? Đồng ạ, đồng sắt cộng với lại sắt 3 để tạo thành đồng 2 cộng và sắt 2 cộng, không có nhá.
Natri vào dung dịch FeCl3 thì natri tác dụng với nước tạo thành NaOH, và NaOH cộng với FeCl3 thì mình tạo thành kết tủa là FeOH 3 lần một cháo. Kẽm vào FeCl3 dư thì tạo thành kẽm dương 2 và sắt dương 2 cũng không có. Magie vào FeCl3 dư thì tạo thành magie dương 2 và sắt dương 2 cũng không có. Bari vào nước thì thu được BaOH 2 lần, và bản chất là BaOH 2 lần tác dụng với lại FeCl3 để tạo thành FeOH 3 lần mới có kết tủa. Niken thì không, đúng chưa? Vậy hoàn toàn mình có là số chất trong dãy phản ứng dung dịch FeCl3 dư sinh ra kết tủa là một chất, hai chất ạ. Hai chất, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ hai chất các cháu nha. Câu số 156 ạ. Câu số 156. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là ui đi thi mà vào cái câu này thì là toang hoàn toàn luôn ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là may thế để bài hỏi đúng ạ. Sắt trong gang và thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm, chính xác. Bởi vì làm sao ạ? Trong gang và thép thì luôn luôn có carbon, thế là hai điện cực khác nhau về mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Có, cái này đúng ạ. Nước để lâu ngoài không khí có pH nhỏ hơn 7. À, cái này là đúng ạ. Tại sao ạ? Tại vì thế này ạ, trong không khí chúng ta có CO2. Thế thì nước chúng ta hòa tan một chút CO2, thế nên là hòa tan một chút CO2 vào thì pH nhỏ hơn 7 là đúng ạ, chính xác ạ. Điều chế polyethylene terephthalate có thể thực hiện bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng, chỉ có thể hiện bằng phản ứng trùng ngưng được thôi chứ không trùng hợp được, ba sai. Axit nitric còn được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT, sản xuất thuốc nhuộm và dược phẩm, chính xác. Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác, chính xác. Triolein tác dụng được với hydro dung dịch brom nhưng triolein không tác dụng được với CO2 hai lần, sai. Phosphor được sử dụng để sản xuất bom, đạn cháy và đạn khói, chính xác. Xăng E5 là xăng sinh học được pha 5% bio ethanol, sản xuất chủ yếu từ lương thực như ngô, sắn, ngũ cốc và củ cải đường. 95% còn lại là xăng Ron A92 truyền thống, chính xác. Vậy ở đây mình có số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có tổng cộng là 6 phát biểu đúng, nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 6 phát biểu đúng. Ok ạ. Câu 157. Câu 157 ạ. Đề chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019. Câu 157. Đề chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019. Cho các polymer sau, số polymer được điều chế từ phản ứng trùng hợp là PVC là 1, Teflon là 2, PE là 3, cao su vuna là 4, tơ acetat 0, tơ nitron là 5, cao su isopren là 6, ni lông 6,6 là trùng ngưng, được chưa? Vậy mình có là bao nhiêu ạ? Trùng hợp là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng có 6 đường tơ được điều chế từ trùng hợp. Ok ạ, polymer 6, đáp án đúng là đáp án C. Câu 158 ạ. Câu 158. Cho các nhận xét sau. Câu 158 thì bài bảo là cho các nhận xét sau, số nhận xét sai là, số nhận xét sai là phân đạm amoni thì không nên bón cho loại đất chua. Phân đạm amoni thì không nên bón cho loại đất chua, chính xác, bởi vì làm sao ạ? Amoni có tính axit. Amoni mà bón cho đất chua thì chúng ta càng làm chua đất. Chính xác. Độ dinh dưỡng phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng phosphor, sai ạ, phần trăm khối lượng P2O5. Chúng mình biết rằng là phần lân, phần phân là các cháu sợ nhất ạ. Yên tâm ạ, có chú Bình, đây đổi chú Bình độ ạ. Thành phần chính của super phốt phát kép đây là chỉ có CaH2P4 hai lần thôi, nên là C này cũng sai ạ. Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây, chính xác. Cho thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3, chính xác. Vậy mình có 1, 2, 3 nhận định đúng rồi, mình hiện tại đang có 3 nhận định đúng rồi. Amophos là một loại phân bón phức hợp, chính xác ạ, đúng chưa? Amophos là một loại phân bón phức hợp, chính xác. Vậy ở đây mình có số nhận xét, ui khổ lắm, để bài hỏi nhận xét sai hai nhận xét sai ạ. B và C là một loại phân bón phức hợp, chính xác ạ, đúng chưa? Amophos là một loại phân bón phức hợp, chính xác. Vậy ở đây mình có số nhận xét, ui khổ lắm, để bài hỏi nhận xét sai hai nhận xét sai ạ. B và C là sai. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, hai nhận xét sai. Câu 159. Câu 159 ạ. Các cháu ơi, câu 159 đáp án gì ạ? Ok ạ, các bạn nào biết đáp án là gì vui lòng comment xuống dưới để cho chú Minh biết vậy ạ. Câu 159. Cho các mệnh đề sau. Số mệnh đề đúng là, cho các mệnh đề sau, số mệnh đề đúng là phản ứng giữa axit acetic và ancol benzylic ở điều kiện thích hợp thì tạo thành benzin acetat mùi thơm của chuối chín là sai ạ. Mùi đúng gần hết rồi nhưng chỉ sai một phát cuối ạ. Mùi thơm của hoa nhài, sai nhá.
phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, chính xác tiếp. Cellulose trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo, sai à, thằng này chỉ là thuốc súng không khói thôi ạ. Trong dung dịch saccharose, glucose, fructose đều hòa tan được COH 2 lần ở nhiệt độ thường, chính xác. Cellulose là nguyên liệu để sản xuất tơ acetat, chính xác. Vậy ở đây mình có 2, 4, 5 là mệnh đề đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Câu 160 ạ. 160 ạ. 160. Chuyên Hưng Yên lần 2 năm 2019 ạ. À, cho các chất sau số chất tham gia phản ứng thủy phân ạ. Cho các chất sau số chất tham gia phản ứng thủy phân là đầu tiên mình có anh saccharose có thủy phân, anh glucose không ạ, anh ethyl formate, anh ethyl formate làm sao ạ? Có thủy phân ạ, HCOOC2H5 là có thủy phân đúng không, ala gli ala là có thủy phân được chưa. Vậy số anh mà tham gia phản ứng thủy phân là 1 2 3, 3 anh tham gia phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nha. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu 161. Cho các chất sau, số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là. Cho các chất sau, số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là. Caprolactam trùng hợp là 1, phenol không, toluen không, metin acrylate là 2, isoprene là 3. Bởi vì trùng hợp là điều kiện là nối đôi hoặc là vòng kém bền đúng không ạ? Vậy đây là trùng hợp này, được chưa? Mình có là 1 2 3, ba chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Đáp án đúng là đáp án A. Caprolactam, metin acrylate và isoprene. Câu 162 ạ, 162 đáp án gì các cháu? Ui trời ơi, câu 162 hỏi khá nhiều cháu toang đấy ạ. 162. Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối ạ, đề bài hỏi chúng ta là hai muối ạ. Fe3O4 vào HCl thì mình thu được FeCl2 cộng FeCl3, hai muối chính xác. Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư tạo thành sản phẩm khử duy nhất là NO. Vậy thì nó sẽ tạo thành là FeNO3 3 lần, một muối vứt. Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH thì mình chỉ thu được NaHSO3, một muối vứt tiếp. Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư thì nó tạo thành là FeCl2 và chú ý có cả FeCl3 dư nữa nên mình thu được hai muối chính xác. Cho hỗn hợp gồm đồng và FeCl3 tỷ lệ mol 1:1 vào H2S4 dư. Thế ở đây ạ, đồng và FeCl3 mình sẽ có là đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng, được chưa? Vậy anh này là 2, anh này là 2. Thế mà số mol của đồng là 1 mol, số mol FeCl3 là 1, vậy đồng dư. Được chưa? Đồng dư thì sắt 3 cộng hết, vậy trong dịch tồn tại đồng 2 cộng, sắt 2 cộng, chính xác luôn. Cho nhôm và HNO3 loãng không có khí thoát ra, do có từ là không có khí thoát ra nên chắc chắn tạo thành Al NO3 3 lần và NH4 NO3, các cháu nhớ chưa? NH4 NO3, được chưa? Al NO3 3 lần và NH4 NO3, vậy là hai muối. Vậy mình có là số thí nghiệm thu được hai muối là 1 2 3 4. 4 thí nghiệm thu được hai muối ạ, 4 thí nghiệm thu được hai muối, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 4. Câu 163. Câu 163 đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019 ạ. Cho các chất sau số chất làm mất màu nước brom là. Cho các chất sau số chất làm mất màu nước brom ạ. Muốn làm mất màu nước brom thì nó phải có nối đôi CC hoặc vòng kém bền, đúng không? Metan là vứt đi này. Acetylen là mất màu này, ethylen là mất màu này, vinyl acetylen mất màu này, toluen không này, styren có này. Vậy đây là 1, 2, 3, 4 là mất màu nước brom là có nối đôi CC ạ. Ok ạ. Vậy chúng ta có 4 cháu đáp án đúng là đáp án C. Câu 164. Câu 164. Đề chuyên Bạc Liêu lần 2 năm 2019. Tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là. Tiến hành các thí nghiệm sau, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là magie vào FeCl2. Magie mà tạo thành cộng với FeCl2 thì mình tạo thành 3G2 cộng cộng với lại Fe có tạo thành kim loại nhé. Một cháu này. CO dư vào CO đun nóng thì mình thu được Cu này, có tạo thành kim loại này. Hai cháu này.
Được chưa? Cho kali vào CuS4 thì không tạo thành kim loại đâu, mà chúng ta chỉ thu được kết tủa là chúng ta chỉ có thể thu được là kết tủa CuOH 2 lần thôi ạ. Đúng không ạ? Vậy không phải ạ. À, cho magie vào dung dịch HCl thì ở đây chúng ta sẽ thu được gì ạ? MgCl2 không thu được kim loại. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có là số anh thu được kim loại là A vào B. A vào B là đáp án đúng, là đáp án D ạ. Ok ạ, D2 ạ. Chúng ta sang tiếp ạ, câu 165. Câu 165 ạ. Trung học phổ thông Thăng Long, Hà Nội lần 1 ạ. Trung học phổ thông Thăng Long, Hà Nội lần 1. Cho các chất tri olein nguyên chất, triolein nguyên chất thì nó là gì ạ? C17, H33, COO tất cả 3 lần, C3H5. Bên trong cái này có một PCC nhé. Bên trong này có một PCC. Thì đầu tiên anh này là chất béo, nên chất béo thủy phân trong dung dịch cao áp đun nóng là đúng. Chất béo tác dụng hydro xúc tác niken nhiệt độ có. Anh này thủy phân trong môi trường axit H24 loãng đun nóng có. Anh này tác dụng dung dịch brom ở điều kiện thường bởi vì nó có PCC có. Anh này không tác dụng với CH2 lần nhiệt độ phòng, vứt. Anh này không tác dụng với natri, vứt. Vậy ở đây mình có là 1 2 3 4. Vậy có phản ứng với bao nhiêu chất thì nó phản ứng với lại bốn chất trong số các chất trên. Đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? Cả nhà cùng comment đáp án nha. Câu 166 lại là một trong những cái câu mà cực kỳ kinh điển luôn. Các cháu nhìn thấy đã thấy là thấy toang thực sự chưa? Số phát biểu không đúng ạ. Đề bài đây hỏi chúng ta là số phát biểu không đúng nha. Nào câu 166, đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu không đúng ạ. Thành phần chính của tinh bột là amylose, sai ạ. Thành phần chính của tinh bột là amylopectin. Các gốc alpha và glucose trong mạch amylopectin liên kết với nhau bởi liên kết 1,4 glycosid và 1,6 glycosid, chính xác. Tinh bột và sen đều là polymer có cấu trúc mạch không phân nhánh, sai ạ. Trong tinh bột của anh amylopectin là cấu trúc phân nhánh. Tinh bột và sen đều tan trong dịch H24 khi đun nóng thì đúng, nhưng mà tan trong nước sở vây thì chỉ muốn sen thôi, tinh bột không, sai ạ. 4 sai ạ. Cellulose được dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ acetat, chính xác. Nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh, chính xác. Các hợp chất đều chứa chức ancol cho phân tử. Glucose có, fructose có, xác có, tinh bột có, sen có, chính xác. Vậy số nhận định sai là 1, 2, 3. Chúng ta có 3 nhận định sai ạ. Được chưa? 3 nhận định sai nhá. Chúng ta có số phát biểu không đúng ở đây là 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 3 nhận định sai. Câu 167. Câu 167 ạ. Số chất có đồng phân hình học là. Nào các cháu cùng comment cho chúng mình xem thử xem ạ. Những chất nào có đồng phân hình học ạ? Anh này là không có đồng phân hình học, vứt nhá. Anh này cũng không có đồng phân hình học, vứt nhá. Anh này có đồng phân hình học, một cháu này. Anh này không có đồng phân hình học, vứt nhá. Anh này có đồng phân hình học này, hai cháu này. Mình có là hai cháu có đồng phân hình học. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ, hai cháu ạ. Câu 168. Câu 168 ạ. Có bao nhiêu chất? Có bao nhiêu chất? Có bao nhiêu chất phản ứng với CH2 lần ở nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam ạ? Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch CH2 lần ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam ạ? Muốn cho dung dịch màu xanh lam thì nó phải là OH đa kề nhá. Muốn cho dung dịch màu xanh lam phải OH đa kề. Glucose OH đa kề một cháu này. Anhydride formic không ạ. Ethylene glycol OH đa kề hai cháu này. Propan 1,3 dion là không phải đa kề này. Ba mono clor propan 1,2 dion OH đa kề này. Saccharose OH đa kề này. Valaglycine alanin này là không có OH đa kề nên nó chỉ tạo thành màu tím chứ không phải là dung dịch màu xanh lam, vứt tiếp ạ. Vậy ở đây mình có 1 2 3 4 4 anh phát ứng với CH2 lần nhiệt độ thường cho dịch màu xanh lam. 1 2 3 4 anh. 4 anh về đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Câu 169 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau. 169. Tiến hành các thí nghiệm sau ạ. Số thí nghiệm tạo thành kim loại là. Đấy, số thí nghiệm tạo thành kim loại là. Đầu tiên mình có này, Ag cộng cộng với sắt 2 cộng thì có phải tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng không ạ? Một nhá. Dẫn N3 của ông đựng CO đun nóng thì có phải mình thu được đồng cộng N2
cộng H2O không ạ, cũng thu được kim loại hai cháu. Nhôm vào dung dịch Fe3 cộng dư thì nó chỉ tạo thành là nhôm 3 cộng cộng với lại sắt 2 cộng mà thôi, không có. Kali vào dung dịch CuNO3 hai lần thì nó chỉ tạo thành gì ạ? CuOH 2 lần cộng với H2 cũng không có kim loại. Nhiệt phân AgNO3 tạo thành bạc cộng NO2 cộng oxy có. Điện phân dung dịch CuS4 với điện cực trơ thì tạo thành Cu cộng với lại H2SO4 cộng với O2 có kim loại. Vậy ở đây mình có số thí nghiệm mà tạo thành kim loại là, được chưa? Số thí nghiệm có tạo thành kim loại là 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 thí nghiệm tạo thành kim loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 4. Câu 170 ạ. 170. Thực hiện các thí nghiệm sau. 170. Thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà sắt không bị ăn mòn điện hóa là. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà sắt không bị ăn mòn điện hóa. Đúng không ạ? Vậy ở đây ạ. Về mình đi tìm những thí nghiệm nào là ăn mòn điện hóa thành loại nhé. Sắt cộng HCl đây không phải ăn mòn điện hóa, đúng không? Một. Sắt vào CuNO3 lần hai điện cực sắt đồng ăn mòn điện hóa, vứt. Thả một viên sắt vào FeCl3 không phải ăn mòn điện hóa. Thả một viên sắt vào dung dịch FeCl3 không phải ăn mòn điện hóa. Nối một dây đồng với dây sắt để trong không khí ẩm. Vậy đây là ăn mòn điện hóa loại. Đốt một miếng sắt trong bình chứa đầy khí oxy nhá, thì ở đây không phải là ăn mòn điện hóa. Lấy ba cháu rồi. Thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2O4 loãng thì viên sắt ở đây là có ăn mòn điện hóa, vứt. Vậy đây là không phải ăn mòn điện hóa thì chúng ta là có gì ạ? Đây thả một viên sắt vào dung dịch chứa đồng thời thì đây thí nghiệm à, ở đây đề bài hỏi là thí nghiệm mà sắt không bị ăn mòn điện hóa. Ok ạ. Các cháu lưu ý nhá, ở đây câu hỏi người ta hỏi rất rõ ràng là sắt không bị ạ. Sắt không bị, thế thì hoàn toàn ở đây cái ý số 4 chúng ta nhá, đồng với sắt rồi để trong không khí ẩm thì sắt bị ăn mòn này, đúng chưa? Đây là sắt với đồng thì sắt bị ăn mòn này, đúng chưa? Tiếp tục là sắt với đồng thì sắt bị ăn mòn. Vậy ở đây mình có những cái thí nghiệm mà không bị ăn mòn là 1, 3 và 5. 1, 3, 5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. 1, 3, 5. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Các cháu nhanh tay share video này lại về tường, và đây một buổi học free ạ. Ok ạ, thank you tất cả các cháu. Ok, buổi học đến đây.